Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020, chiều nay đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Đồng chí ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang đã đạt được trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền vào công cuộc phát triển chung của đất nước và của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn lực lượng quân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội quân sự và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tham mưu cho tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quân sự địa phương, xây dựng thế trận toàn dân. Cùng với đó, tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào đảm bảo an ninh trật tự. Từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, địch họa, xứng đáng với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ.